Thưa quý vị, ngay sau vụ cháy thương tâm chung cư mini tại Hà Nội khiến 56 người chết, nhiều người sở hữu các căn hộ mini khác đã quyết định giao bán với giá thấp hơn lúc mua. Thậm chí nhiều chủ nhà đang xây dựng dở dang cũng tìm người mua với giá cắt lỗ. Theo thống kê của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho thấy, để tăng lợi nhuận, hầu hết các chủ chung cư mini đều xây dựng vượt tầng cho phép. Nhiều chung cư không đầu tư cơ sở hạ tầng hoặc cơ sở hạ tầng xuống cấp nhưng thiếu sự quan tâm bảo trì để sửa chữa, gia cố, gây mất an toàn cho cư dân. Hệ lụy là khi xảy ra hỏa hoạn thì không đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy đã để lại những hậu quả hết sức nghiêm trọng cả về tính mạng và tài sản. Chính điều này đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng và hiệu ứng domino đã xuất hiện khi hàng loạt các chủ đầu tư và khách hàng đơn lẻ ồ ạt giao bán chung cư mini. Theo thống kê, ở Hà Nội có đến 2.000 chung cư mini tập trung tại các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ. Ghi nhận tại các hội nhóm và các website bất động sản, thì một căn chung cư mini với diện tích 35-70m² được chào bán cắt lỗ chỉ còn 600 triệu đến gần 1 tỷ đồng một căn hộ và hiện chưa ghi nhận giao dịch thành công nào vì người mua đang có tâm lý dè dặt sau vụ cháy kinh hoàng. Thưa quý vị, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong số 27 bệnh nhân vụ cháy chung cư mini đang điều trị tại viện, chỉ còn một người phải thở máy, các trường hợp khác tiến triển tích cực. Cụ thể, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện chỉ còn một bệnh nhân phải thở máy. Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Tình hình nạn nhân tiên lượng rất nặng do bị viêm phổi, tổn thương phổi, suy hô hấp, phải can thiệp nhiều kỹ thuật, rửa phổi hàng ngày làm sạch hết các khói bụi. Các trường hợp khác đang tiến triển tích cực, tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện, ổn định tinh thần, đánh giá sức khỏe ổn định sẽ được xuất viện. Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, một nữ bệnh nhân nặng sau khi được các bác sĩ phẫu thuật 2 lần hiện đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang tiến triển khả quan. Trong vụ cháy chung cư mini, người phụ nữ này đã nhảy xuống từ tầng 9 và khi chuyển bệnh viện đã bị đa chấn thương, tràn máu, tràn khí màng phổi phải. Còn tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, hiện còn 2 bệnh nhân đang điều trị. Một trường hợp ổn định đã xin ra viện. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã ghi nhận gần 4.000 người đau mắt đỏ mỗi ngày. Trong khi đó, các bệnh viện tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Phước cũng tiếp nhận bệnh nhân đến khám tăng gấp nhiều lần. Cụ thể, theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương ghi nhận gần 4.000 ca đau mắt đỏ trong ngày 13 tháng 9. Những ngày trước đó, số ca bệnh cũng xấp xỉ mức này, trong đó trẻ em chiếm tỷ lệ lớn với khoảng trên 2.000 trường hợp mỗi ngày. Tại Cần Thơ, Bệnh viện Nhi Đồng ghi nhận bệnh nhân đau mắt đỏ thời gian qua đến khám tăng từ 2 đến 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Mỗi ngày nơi đây tiếp nhận từ 150 đến 200 trẻ đến khám mắt, trong đó đau mắt đỏ chiếm hơn 60%. Nhiều trẻ trong độ tuổi mầm non và tiểu học mắc bệnh. Số ca đau mắt đỏ tại Đà Nẵng cũng tăng đột biến. Còn tại Hà Nội, bệnh đau mắt đỏ lây lan nhiều từ tháng 8, tăng nhanh trong tháng này. Bệnh viện Mắt Trung ương tuần gần đây ghi nhận trung bình khoảng 700 trường hợp đau mắt đỏ đến khám mỗi tuần, riêng tuần qua là 800. Có một số ca biến chứng. So với tháng 6, số bệnh nhân đến khám trong tháng 8 và đầu tháng 9 tăng gấp 2 lần. Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Cương, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, các năm trước, mới bước vào đầu năm học, hầu như không ghi nhận các ca đau mắt đỏ học sinh. Trong khi năm nay, khá nhiều trẻ em đau mắt đỏ được bố mẹ đưa đến khám. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến hết ngày 12 tháng 9 năm 2023, toàn thành phố ghi nhận 9.780 ca mắc tại 30 trên 30 quận, huyện, thị xã, 528 trên 579 xã, phường, thị trấn, chiếm 90% số xã, phường, thị trấn. Đặc biệt đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết tại Hà Đông, Hoàn Kiếm và Quốc Oai. Cụ thể, toàn thành phố ghi nhận 599 ổ dịch, trong đó 399 ổ dịch đã được khống chế, chiếm 67%, còn 200 ổ dịch đang hoạt động. Trước diễn biến của dịch sốt xuất huyết, Sở Y tế đã yêu cầu CDC Hà Nội theo dõi đánh giá tình hình, diễn biến của dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố, chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, tồn tại để chỉ đạo triển khai công tác phòng chống sốt xuất huyết phù hợp với tình hình thực tế, đẩy mạnh công tác truyền thông bằng nhiều hình thức, nhiều biện pháp để giáo dục sức khỏe và phòng chống sốt xuất huyết, chăm sóc sức khỏe bản thân và nhận biết dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết, cách phòng chống dịch tại hộ gia đình và cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi, hạn chế tử vong thấp nhất. Đồng thời tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về giám sát, điều tra, xử lý các ca bệnh, ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, phối hợp triển khai tập huấn các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho hoạt động phòng chống sốt xuất huyết của mạng lưới cộng tác viên, đội xung kích, tổ giám sát, phối hợp với trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết tại cộng đồng. Hà Giang ghi nhận 9 ca mắc bệnh bạch hầu, trong đó có 1 ca tử vong và hơn 100 trường hợp nghi mắc.
dịch bệnh bạch hầu tại Hà Giang diễn biến phức tạp và sẽ còn tiếp tục xuất hiện các ca bệnh mới. Đây là đánh giá của đoàn công tác Bộ Y tế khi giám sát, đánh giá công tác dự phòng, điều trị tại địa phương này. Huyện Mèo Vạc là nơi ghi nhận số ca mắc bạch hầu cao nhất với 7 ca, trong đó 1 ca tử vong. Qua điều tra cho thấy tất cả những trường hợp này đều chưa tiêm vaccine phòng bệnh. Phát hiện sớm, cách ly, truy vết và điều trị kịp thời là những biện pháp đang được ngành y tế Hà Giang thực hiện để ngăn dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên, với địa hình vùng núi đá hiểm trở, đi lại khó khăn, người dân hiểu còn rất mơ hồ về bệnh bạch hầu đã gây khó khăn trong phòng chống dịch. Mặt khác, nhiều trường hợp nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu đã trốn về nhà. Đây cũng là nguồn lây nếu bệnh nhân dương tính. Trên những diễn biến phức tạp của bệnh bạch hầu, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã cử một đoàn đến Hà Giang để giám sát, lấy mẫu và điều tra dịch tễ. Bộ Y tế cho biết hiện có một đơn vị ủng hộ Hà Giang 10.000 liều vaccine phòng bạch hầu tiêm cho người từ 7 tuổi trở lên. Thưa quý vị, giá dầu thế giới tăng cao nhất trong 10 tháng qua. Dự báo giá xăng dầu trong nước cũng sẽ được điều chỉnh tăng mạnh trong kỳ điều chỉnh ngày 21 tháng 9 tới. Theo đó, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu thế giới giữ đà tăng, đẩy giá cả tuần tăng khoảng 4%. Cả hai mặt hàng dầu chuẩn đều trên mốc 90 đô la Mỹ một thùng, đặc biệt dầu Brent chuẩn toàn cầu xấp xỉ mốc 94 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất 10 tháng qua do lo ngại nguồn cung tiếp tục thắt chặt khiến các doanh nghiệp dự báo giá xăng dầu trong nước vào kỳ điều chỉnh ngày 21 tháng 9 tới có thể tăng mạnh theo xu hướng trên thế giới. Trả lời báo chí, nhiều doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trong nước dự báo tuần tới Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước và theo xu hướng tăng cao so với giá bán hiện hành. Nguyên nhân là do giá dầu trên thế giới tăng cao nhất trong 10 tháng qua. Dự báo giá xăng dầu kỳ điều chỉnh ngày 21 tháng 9 có thể tăng 950 đồng một lít đối với xăng và 900 đồng một lít 1 kg với dầu. Tuy nhiên, giá xăng dầu cũng có thể tăng thấp hơn nếu Liên Bộ trích lập quỹ bình ổn. Thưa quý vị, giá vàng trong nước hôm nay 17 tháng 9 tiếp đà tăng với mức tăng cao nhất là 250.000 đồng một lượng. Giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội đã được điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều, lên lần lượt là 68,1 triệu đồng một lượng mua vào và 69 triệu đồng một lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra thấp hơn 100.000 đồng so với khu vực Hà Nội, tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng mua vào ở mức 68,25 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức 68,97 triệu đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào ở mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Như vậy, so với ngày hôm qua, giá vàng SJC đã được điều chỉnh tăng 250.000 đồng ở cả hai chiều. Giá vàng PNG niêm yết ở mức 68 triệu đồng một lượng mua vào và 68,8 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 100.000 đồng ở chiều mua vào và 200.000 đồng ở chiều bán ra so với hôm qua. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng 250.000 đồng ở chiều mua vào và 230.000 đồng ở chiều bán ra, lên lần lượt là 68,3 triệu đồng một lượng và 68,95 triệu đồng một lượng.